Thực ra thì em đã định hướng từ lâu là em sẽ vào ngành y khoa rồi. Em thì vẫn cố gắng học ở trên trường để lấy kết quả cơ. Thứ nhất là em chuẩn bị cho học bạ của mình thật tốt. Em chỉ cố gắng học thật giỏi, luyện nhiều đề để mau chóng đỗ tốt nghiệp và xét vào trường đại học em mong muốn. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng hành cùng con để con có thể vững tin là con có thể làm được. Sau khi nhờ gia đình và bạn bè hướng dẫn thì em cũng đã chọn ra ngành học phù hợp cho mình là tài chính ngân hàng. Ngành này là một ngành khá trẻ, phù hợp với năng lực thế mạnh của em. Em quyết tâm học để theo đuổi ngành này. Hiện tại thì em đang muốn theo đuổi cái ngành kinh tế, luật kinh tế. Thực ra thì em đã định hướng từ lâu là em sẽ vào ngành y khoa rồi. Có lẽ vì đó là một cái đam mê và cũng là một cái ước mơ từ nhỏ của em. Em muốn giúp đỡ nhiều người hơn. Thật ra lúc trước thì em cũng đang khá là phân vân, không biết kiểu người như mình sẽ hợp với nhóm ngành nào, nên em có làm cái trắc nghiệm MBTI để ra tính cách á. Thì người ta nói là em phù hợp với cái nhóm ngành về tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng và cả marketing. Bố mẹ con sẽ cố gắng nha. Bố mẹ hiểu được tính cách ở con người em như là như thế nào và luôn ở phía sau, luôn là nguồn động lực chính cho em cố gắng học tập. Và em hứa là sẽ không phụ lòng bố mẹ, sẽ cố gắng hết có thể năng lực của bản thân mình. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh con, ủng hộ và động viên con mỗi khi mà con vấp ngã. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng hành cùng con để con có thể vững tin là con có thể làm được. Chúc các bạn học sinh tại trường Trung học phổ thông Quang Trung An Khê Gia Lai cố gắng học tập để có một kỳ thi thật tốt và đỗ vào trường mình mong muốn. Chúc tất cả các bạn học sinh cùng khối với mình sẽ chuẩn bị thật tốt để có một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt theo mong muốn của các bạn. Mình chúc các bạn năm nay sẽ có một những cái quá trình gọi là ôn luyện thật là kỹ càng, toàn diện và có được sự đủ được sự tự tin và kiến thức theo bước vào thi để làm bài cho thật tốt và đạt được các kết quả cao cũng như là vào được các trường mà các bạn mong muốn. Hãy nỗ lực hết sức của mình để có thể đạt được những gì mà mình mong muốn. Cứ hãy tự tin lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó. Chọn Hồng Bàng, vững vàng tương lai.